Xin chào quý vị và các bạn. VinFast vừa công bố chính sách mới liên quan đến bổ sung đặt cọc 50 triệu đồng để nhận VinFast VF8 sớm và lập tức. Chính sách này khiến một số người băn khoăn thắc mắc. Cụ thể, trong thông báo chính thức gửi đến hệ thống phân phối của mình về việc thu cọc bổ sung và ký hợp đồng mua bán chính thức đối với xe VF8, VinFast cho biết chương trình này áp dụng đối với khách hàng VinFast đã cọc 10 triệu đồng trong giai đoạn mở bán từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 6 tháng 4 năm 2022. Khách hàng bổ sung cọc 40 triệu đồng để hoàn thành tổng tiền cọc là 50 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc đủ 50 triệu đồng và ký hợp đồng mua bán chính thức sẽ được kích hoạt gói dịch vụ nghỉ dưỡng VinPearl dưới hình thức e-voucher trị giá là 118 triệu đồng theo chính sách mở bán ngày 6 tháng 1 của VinFast. Khách hàng đã chuyển sang ký hợp đồng mua bán chính thức và cấp voucher VinPearl được quyền chuyển nhượng cọc nhưng không được rút cọc trong mọi điều kiện. Cùng với đó, khách hàng VinFast sẽ ký hợp đồng theo mẫu riêng, còn khách hàng ký mới đặt cọc 50 triệu đồng một xe thì ký hợp đồng theo cái mẫu tương tự như là áp dụng đối với VF34. Đặc biệt, VinFast lần đầu tiên công bố chính thức thời điểm cụ thể là VF8 sẽ được giao xe từ đầu tháng 11 năm 2022. Khách hàng sẽ nhận lần lượt theo thứ tự đặt cọc. Có thể nói thông tin nộp đủ cọc 50 triệu đồng và lấy thứ tự nộp khoản tiền này làm thứ tự nhận xe khiến nhiều người tranh thủ nộp cọc để mong nhận xe sớm. Tôi cũng là người như vậy. Tuy nhiên, một số băn khoăn quy định này chưa hợp lý vì họ đã nộp cọc 10 triệu đồng rất sớm, ngay từ những phút đầu tiên của ngày mở cọc đầu tiên hôm 6 tháng 1 năm 2022. Và trong thông tin của VinFast trên trang VinFast Auto thì cũng có nói là khoản cọc này là khoản đặt trước và để nhận xe sớm. Nếu bạn quan tâm đến việc đặt cọc xe điện đầu tiên VF34 thì cũng nắm được là VinFast cho đặt cọc 10 triệu hôm 24 tháng 3 năm 2021 và thứ tự 10 triệu này là thứ tự giao xe, chứ không phải thứ tự nộp 40 triệu sau đó, nên thắc mắc này cũng có cơ sở. Khi Autobuy nêu thắc mắc này thì một cán bộ VinFast cho hay, khi khách hàng đặt cọc 10 triệu đồng ngày 6 tháng 1 năm 2022, VinFast không khẳng định số đặt cọc của khách hàng là số thứ tự. Thực tế, đây là các số ngẫu nhiên theo kiểu random, cũng không công bố thứ tự nhận xe là khoản cọc này. Theo quy định, khách hàng vào cọc 10 triệu vẫn có thể rút cọc, chuyển nhượng hay mua xe, trong khi khách vào thêm 40 triệu nữa sẽ không thể rút cọc mà chỉ có thể mua hay chuyển nhượng cọc. VinFast cho rằng nhóm khách hàng vào đủ cọc 50 triệu đồng là khách hàng thực sự có mong muốn mua xe và thông qua việc đặt cọc này khẳng định cam kết mua xe. Chính vì lẽ đó, VinFast cần ưu tiên cho nhóm khách hàng này và quyết định việc giao xe sẽ theo thứ tự vào đủ cọc 50 triệu đồng. Theo cá nhân tôi thì lý giải của VinFast có cơ sở. Vì thế, nếu bạn đã chốt mua xe và muốn nhận xe sớm thì hãy nhanh tay nộp thêm cọc 40 triệu đồng. Cá nhân tôi thì tôi đã vào rồi và chờ 3 tháng nữa để hy vọng có thể nhận được xe sớm và chia sẻ thông tin tới các bạn. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.